Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt là một cơ sở cao cấp đào tạo sĩ quan của Quân đội Quốc gia Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngoài mục đích chính là huấn luyện quân sự, trường còn có giáo trình phổ thông ngang bậc đại học song song với giáo trình quân sự để đào tạo học viên. Do đó, học viên được đào tạo ở trường được gọi là sinh viên sĩ quan. Trường tồn tại và hoạt động trong 25 năm từ năm 1950 cho đến năm 1975 thì chấm dứt. Ngày 1 tháng 12 năm 1948 Chính phủ quốc gia Việt Nam thành lập trưởng sĩ quan Việt Nam ở địa danh Đập Đá, Huế trên hữu ngạn sông Hương, với sự hỗ trợ của quân đội Pháp. Mục đích đào tạo sĩ quan chỉ huy cho quân đội quốc gia Việt Nam. Sau 2 năm, khi đã đào tạo được hai khóa là khóa 1 Phan Bội Châu 1948 đến 1949 và khóa 2 Quang Trung 1949 đến 1950 tại Huế, Trường sở được chuyển về Đà Lạt sắp nhập với trường võ bị liên quân Viễn Đông của quân đội Pháp và đổi tên thành trường võ bị liên quân Đà Lạt. Ngày 1 tháng 10 năm 1952 khai giảng khóa 3 Trần Hưng Đạo, nhiệm vụ của trường khi ở Huế và sau đó về Đà Lạt là đào tạo sĩ quan trung đội trưởng. Khóa 1 và khóa 2 Huế, hơn 150 sĩ quan tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy và chuẩn úy. Ở Đà Lạt các khóa từ khóa 3 đến khóa 12 tùy theo nhu cầu, các sinh viên sĩ quan học từ 7 tháng đến hơn 1 năm. Sang thời đệ nhất Cộng hòa Việt Nam Chính phủ Ngô Đình Diệm cải tổ lại và kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1959 theo nghị định của Bộ Quốc phòng đổi tên, thành trường võ bị quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch để cung cấp cho ba quân chủng, hải quân, lục quân và không quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khác với trường sĩ quan trừ bị thủ đức huấn luyện sĩ quan trừ bị, trường võ bị Đà Lạt đào tạo sĩ quan võ bị, chọn binh nghiệp làm chính. Cùng với năm cơ sở khác đào tạo sĩ quan cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt, trường sĩ quan trừ bị thủ đức ở gia định trường sĩ quan không quân trường sĩ quan hải quân và trường hạ sĩ quan đồng đế ở nha trang năm 1961 cơ sở học đường mới của trường võ bị quốc gia được xây cất trên ngọn đồi 1515 ở phía bắc thành phố đà lạt khi mới thành lập năm 1948 thời gian huấn luyện và đào tạo là 9 tháng Năm 1957 tăng lên thành 12 tháng rồi đến năm 1961 là 2 năm. Đến giữa thập niên 1960, khóa học của trường Võ Bị Đà Lạt là chương trình 3 năm sau lại tăng lên 4 năm bắt đầu áp dụng từ năm 1966. Học trình lúc đầu tương đương với hệ cao đẳng. Sinh viên mãn khóa coi như hoàn tất bằng tú tài toàn phần và được nhận chứng chỉ tốt nghiệp tương đương với bằng kỹ sư. Đến năm 1966 thì chứng chỉ tốt nghiệp ngang hàng với bằng cử nhân đại học, tương đương với các trường võ bị quốc tế. Hai năm đầu sinh viên mang cấp trung sĩ, hai năm sau là chuẩn mỹ sinh viên học xong 4 năm thì tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Khóa học có những môn vũ khí, truyền tin, tác chiến. Lý thuyết được bổ túc với phần thực tập. Trường lấy học viện West Point của Hoa Kỳ làm mẫu. Hai năm đầu chương trình học cho các sinh viên đều giống nhau. Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi thì tách ra ba quân chủng riêng biệt, trong đó tỷ số 1 trên 8 thuộc không quân, 1 phần 8 thuộc hải quân và 3 phần 4 thuộc lục quân. Trong một thời gian dài trường võ bị quốc gia Việt Nam kể cả hai khóa ở Huế đã huấn luyện và đào tạo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa được 35 khóa. 33 khóa đã thực sự ra trường với 6.583 sĩ quan hiện dịch không tính số khóa sinh đang thụ huấn ở hai khóa 30 và 31. Trong số đó có được 61 vị tướng lãnh tại Huế 19 vị, tại Đà Lạt 42 vị. Huy hiệu của trường được thực hiện từ lúc trường di chuyển về Đà Lạt do sinh viên sĩ quan Đỗ Ngọc Thuận khóa 3, sáng tác khi đang học trong trường huy hiệu mang ý nghĩa. Người sinh viên sĩ quan mang bầu nhiệt huyết của con rồng cháu tiên, ôm trọn giang sơn gấm vóc từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thanh kiếm thẳng đứng biểu trưng lời thề nguyện thi hành đại nghĩa của người sinh viên sĩ quan. Màu xanh tượng trưng cho ý chí kiêu hùng của người sinh viên sĩ quan. Màu đỏ tượng trưng sự hy sinh của dân tộc Việt trong việc bảo vệ quê hương. Tự thắng để chỉ huy là phương châm của sinh viên sĩ quan và cũng là kim chỉ nam của nghệ thuật chỉ huy hay nói cách khác muốn chỉ huy thuộc cấp phải tự thắng mình trước tự thắng